Hỗn hợp A gồm amin T, no đơn chất có bậc H1 và hai hydrocarbon XY, trong đó X kém Y một nguyên tử carbon và số mol của X là gấp 1,5 lần số mol của T. Đốt cháy 0,24 mol A, cần dùng vừa đủ 0,76 mol oxy. Sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch cao H đặc dư, chỉ thấy thoát ra khí nitơ và khối lượng bình tăng 30,88 gam. Mà khác khi đun nóng 3,84 gam E với hydro xúc tác niken thì lượng hydro phẩn tối đa là amon. Biết các phẩn xảy ra hoàn toàn. Biết các phẩn xảy ra hoàn toàn và điều yêu cầu chúng ta là tính ra. Đồng ý chưa? À, có bốn đáp án như vậy đó. Bây giờ các con xem giùm cô này, các con xem giùm cô này. Các con xem giùm cô này. Cô có cái amin T. Cô có cái amin T ấy. Cái amin T là no đơn chất. Các con biết là no đơn chất công thức là CnH2n cộng 3 nitơ. Nhưng mà bậc nó lại khác một. Mà con biết là cái amin mà bậc khác một là amin bậc 2 hoặc là bậc 3. Amin bậc 2 thì như vậy này. Còn cái amin bậc 3 thì nó như vậy. Các gốc R, R phẩy, R2 phẩy nó có thể trùng nhau ha. Như vậy có nghĩa là, như vậy cô có nghĩa là gì? Cái T đi ấy, là nó phải có ít nhất 2 carbon. T này phải có ít nhất 2 carbon. Rồi bây giờ nè, đề nó cho là X và Y là hơn kém nhau một nguyên tử C, chứ không cho cùng dãy đồng đẳng nha. Nó cho hơn kém nhau một C chứ nó không cho cùng dãy đồng đẳng. Mà con biết là hydrocarbon là nó chứa cái gì? Thành phần của nguyên tố hydrocarbon X và Y là nó chứa nguyên tố gì? Chứa nguyên tố C với nguyên tố H. Mình có là amin T. Amin T là nó chứa C, chứa H và chứa nitơ. Cho nên khi mà đốt cháy là nó sẽ ra CO2 nước và khí nitơ. Không ý chưa? Còn cái hydrocarbon á, con biết rồi, hydrocarbon mà đem đi đốt cháy là nó ra gì? CO2 với nước. Như vậy là cô có cái hỗn hợp A của cô á. Cái hỗn hợp A của cô là 0,24 mol. Mà khi đốt cháy là nó sẽ ra CO2 này, nước này và khí nitơ, đúng không? Trong cái hỗn hợp A là không hề có nguyên tố oxy. Trong hỗn hợp A nó không hề có nguyên tố oxy. Nó chỉ có chứa nguyên tố C, nguyên tố H và nguyên tố N thôi. Nó không chứa nguyên tố oxy. Như vậy toàn bộ oxy nằm trong CO2 với nước là do oxy đi chuyển qua. Toàn bộ oxy nằm trong CO2 với nước là do oxy đi chuyển qua, đúng không? Oxy nằm trong CO2 nước là do oxy trong đây. Mà bây giờ chúng ta có này, cho sản phẩm cháy. Cả ba cái này là sản phẩm cháy. Cô cho cái sản phẩm cháy này á, là đi qua dung dịch cao H dư, đặc dư ha. Nó chữ dư để đảm bảo gì? Để những chất nào có khả năng tác dụng với cao H và những chất nào nó tan trong, nó bị giữ lại trong dung dịch thì đều bị giữ lại hết. Vậy thì cô có, nó nói là khí nitơ thoát ra, đồng thời khối lượng bình tăng. Cái bình đựng dịch cao H nó tăng lên bao nhiêu? Tăng lên 30,88. Và cô cũng xin khẳng định luôn, khối lượng ni chính là khối lượng của CO2 với nước. Đồng ý chưa? Vậy cô đặt sản phẩm cháy của cô là CO2 là cô đặt là amon đi, nước là cô đặt là bmon đi. Vậy thì cô có gì? 44A cộng 18B thì sẽ bằng là 30,88. Thứ hai là cô bảo toàn oxy. Cô bảo toàn nguyên tố oxy, cô có 2 nhân số mol oxy, bởi vì trong này có 2 oxy mà. Thì bằng gì? Bằng 2 nhân số mol CO2 cộng 1 nhân số mol nước, vì trong nước chỉ có 1 oxy thôi. Vậy từ đây cô giải hệ, cô giải được số mol CO2 với nước. 44 18 30,88.
2. Đây là B chứ. 1 2 nhân 0,76 cô giải ra A bằng 0,44 và B bằng 0,64. Rồi, như vậy giờ tóm tắt lại đề này, cô có A là 0,24 mol, oxy là 0,76 mol, CO2 là 0,44 mol, nước là 0,64 mol và nitơ chưa biết. Nitơ thì chưa biết. Bây giờ vậy thì theo nguyên tắc á, là có số mol CO2 với có số mol hợp là cô tính được số carbon trung bình. Lấy số mol CO2 chia cho hỗn hợp. Không phẩy 44 chia 0,24 là nó ra 11/6, tức là 1,83. Còn cái hydro trung bình là bao nhiêu đây? Hydro trung bình của cô là 0,64, lấy số mol nước nhân 2 chia số mol hỗn hợp. 0,64 nhân 2 chia 0,24, 5,33. Các con xem nha, các con xem nha. Khi mà số carbon trung bình mà nó nhỏ hơn 1,83 thì có nghĩa là trong cái hỗn hợp A phải chứa, phải có chất chỉ có một nguyên tử C thôi. Nhớ là số nguyên tử C với H trong cái amin cũng như là hydrocarbon XY là nó đều phải lớn hơn bằng 1 hết. Mà cái số carbon trung bình là nó là 1,83. Nguyên tắc là phải có cái chất có số C nhỏ hơn 1,83 và có cái chất có số C lớn hơn 1,83. Đó, 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 đó. Mà này mình khi nãy mình khẳng định là cái amin á là nó có ít nhất 2C. Cho nên á amin thì là có ít nhất mà amin lại có ít nhất 2C. Rồi ít mà hydrocarbonic ấy, hydro rồi, qua đây luôn ha. Mà hydrocarbonic ấy, là ít hơn hydrocarbon y 1C, một nguyên tử C. Vậy thì cô có thể khẳng định được cái chất nào trong cái hỗn hợp A là có số C nhất. Vậy cô khẳng định là cái hỗn hợp A trong hỗn hợp A là ít có số carbon ít nhất. Vậy suy ra ít có một nguyên tử carbon. Mà hydrocarbon có 1C là ai? Mà hydrocarbon có một nguyên tử C thì chỉ có công thức CH4 là thỏa thôi. Vậy từ đó cô có thể suy ra X là CH4. Và cô suy ra Y là ai đây? Y là C2HI. Vì y nó hơn x 1C mà. Y nó hơn x 1C mà. Y nó hơn x 1C. Do đó là y có thể là y là C2HI. Mà cái hydrocarbon mà có 2C á. Hydrocarbon mà có 2C thì nó gồm có này. CH2 này. CH4 này, CH6 đó, một trong ba cái này. Hydrocarbon mà có 2C thì nó là CH2, CH4 và CH6. Đồng ý chưa?
Như vậy cái hỗn hợp A của cô là có gì để các con dễ theo dõi ha. Còn khi mình giải mà giải để đi thi là mình đừng có giải đi, giải thì mình điền lấy hệ, mình điền lấy cái sơ đồ ban đầu luôn chứ mình đâu có giải gì. Rồi nó còn một cái chi tiết nữa nè, là ở cái vế sau á, mặt khác khi đun nóng 3,84 gam A với hydro xúc tác niken thì lượng hydro phản ứng tối đa là amon, và đề hỏi giá trị A thì đáp án nó cho giá trị A là khác không hết trơn. Mà con xem này, CH4 là cộng với hydro không? Không, CH4 không cộng được với hydro, amino đơn chất nó cũng không cộng được với hydro. Cho nên ở đây cái chất mà đảm nhiệm vai trò cộng với hydro thì chỉ có mình cái này thôi. Chỉ có mình cái hydro carbon y nó mới cộng được với hydro xúc tác nike nhiệt độ. Như vậy bắt buộc là cái CHY là phải không no. Mà CHY này không no thì chỉ có hai đáp án là CH2 và CH4 thôi. Chỉ có CH2 và CH4 thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đặt số mol này. Cô đặt lại ABC nha. Cái ABC này nó khác với cái AB trong cái nước này nha. Cô không đọc cái gì dép thì cô sẽ trùng với cái Y này. Vậy khi đó cô sẽ có, để đơn giản thì nếu như chúng ta chỉ biết có hai chất thì chúng ta làm cho nó dễ. Vậy trường hợp thứ nhất của chúng ta là CH4, CH2 và CNH2N cộng 3. Còn bên này là CH4, CH2 và CNH2N cộng 3. Cái này CH4 chứ. Cái này đặt là A, B, C. Cái này là A, B, C. Rồi. Vậy số mol bảo toàn C hai vế. Bảo toàn C hai vế. Cô có tổng số mol hỗn hợp là mấy nè? A cộng B cộng C là bằng 0,24 này. Như vậy chúng ta có A. Số mol của X là gấp 1,5 lần của T chứ. Vậy chỗ này cô đặt A đi. Chỗ này là A đi. Thì chỗ này 1,5A. Chỗ này 1,5A. Vậy giảm ẩn lại. Giảm ẩn lại như vậy lúc này chúng ta chỉ có hai ẩn thôi, ẩn A, ẩn B và ẩn N thôi. Chúng ta chỉ cần lập hiện trình ba ẩn là chúng ta giải bình thường. A cộng 1,5 A cộng B cộng A bằng 0,24, tức là 2,5 A cộng B là bằng 0,24. Rồi cô có phương trình thứ hai. Bảo toàn C hai vế. Bảo toàn C hai vế là C trong đây là 1,5A cộng 2B cộng NA. Thì bằng CO2 bên kia là khi nãy chúng ta giải ra là bằng 0,44. Đúng không? Rồi chúng ta sẽ bảo toàn H. Ở đây là 4H là 4 nhân cho 1,5A nè, cộng cho 2B nè, cộng cho 2N cộng 3 nhân A nè, thì bằng chuẩn kia là 0,64 nhân 2. Rồi ba phương trình này cô gộp ra thành ba ẩn số nè. Có phương trình thứ nhất 2,5A cộng B bằng 0,24. Phương trình thứ hai là 1,5A cộng 2B cộng NA bằng 0,44. Phương trình thứ ba này cô nhân ra 4,4 mình nhân cho 1,5 là 6. 6 cộng 3 là 9A. 9A cộng 2B cộng 2NA 0,64 là 1,28. Đúng không ta? Rồi khi đó chúng ta coi A là một ẩn, B là một ẩn và NA là một ẩn. Biểu giải ra mốt 5, 1, à, mốt 5, 2 chứ. 2,5 này, 1 này, 0 này, 0,24 này, 1,5 này, 2 này, 1 này, 0,44 này, 9 này, 2 này, 2 này, 1,28. Cô giải ra A bằng 0,08. B bằng 0,04 và NA bằng
không với 24. Có A có thế vô đây, cô tính ra N, N 3. Vậy có N 3 rồi. Mà như vậy là ở cái trường hợp đầu tiên chúng ta có nè. Chúng ta có là CH4 là 0,08 mol nè. C2H2 á 0,04 nè. Rồi C3H9. C3H9N, chỗ này cô thiếu nitơ. C3H9N là cái này 1,5 ấy. Trời ơi, 1,5 là 0,12 chứ. Còn này 0,08. Là đây là ứng với 0,24 mol đây nè. Nhưng mà khi đi tác dụng á là lại lấy 3,84 gam hỗn hợp. Vậy làm thế nào để chúng ta quy đổi đây? Này đơn giản ha. Đơn giản cực kỳ luôn. Chúng ta tính coi tổng khối lượng đi bao nhiêu. Chúng ta tính coi tổng khối lượng đi bao nhiêu. Ứng với trường đi là tổng khối lượng nó bao nhiêu thì chúng ta sẽ quy đổi sang đây thôi. Không phải 12 nhân 16 cộng 0,04 nhân 26 cộng 0,08 nhân 59. Cái này là tương ứng với 7,16 gam hỗn hợp này. 7,16 lần gấp mấy lần? Mấy lần 3,84? 4 số gì mà nó lẻ dữ vậy ta? Nhân 59. 7,68 chứ trời ơi. Này là 7,68. Gấp 2 lần. 7,68 nữa gấp 2 lần 3,84. Vậy bên đi số mol đây như ri thì bên đi số mol chỉ bằng nửa bên này thôi. Nhớ nghe. Ở đây bên đi số mol này bên đi khối lượng là chúng ta không biết được cho nên chúng ta phải đổi về cùng đại lượng. Đổi khối mol có rồi đổi này về khối lượng. Tổng khối lượng hợp bên đây là 7,68 mà bên đây có 3,84. Vậy hai này cô cần tính số mol không? Cô chỉ cần tính đi thôi. Là số mol nó là 0,04 chia 2 là còn 0,02. Mà CH2 là nó cộng với 2 hydro gì nữa. Rồi ra CH6 vậy chỗ này 0,02 thì chỗ này sẽ là 0,04. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây? Câu A. Có rồi, có cái quả đánh mà không khó, không có hay, không có cái đáp án một là hai đáp án thì mình đâu cần thử trường hợp thứ hai làm chi. Nhưng mà thôi, cô thử luôn. Nếu chúng ta làm được trường hợp may mắn ha. Còn đi thiếu giờ nitơ nè. Trời ơi, biết hợp chất mà thiếu nitơ, amin thiếu. Cái này là 1,5A. Mình chọn đáp án và thử may mắn trúng cái trường hợp trước nên bớt đỡ được biết báo như thời gian. Rồi mình cũng có phương trình đầu tiên 1,5A cộng B cộng A là bằng 0,24. Tức là 2,5A cộng B là bằng 0,24. Phương trình thứ hai bảo toàn C. Bảo toàn C thì giống y chang luôn, chỉ có bảo toàn H là khác thôi. Bảo toàn C là phương trình thứ hai của cô đó là 1,5A cộng 2B cộng NA bằng 0,44. Chỉ có phương trình thứ ba. Phương trình thứ ba là bảo toàn H lẫn hắn chỉ khác cái chỗ 2B thôi. Phương trình thứ ba là 9A cộng 4B cộng 2NA là bằng 1,28. Rồi bấm tính giải hệ. 1
năm một nè, hát mốt năm hai nè, chỉ có khác chỗ hero, chỗ xe hát bốn thôi, là 2.5100.24, 1.5201.44, 9.42.1.28. A là bằng 1.15 này, A 1/15, B là bằng 1/11/150 này, và C NA là bằng mấy? 29/150. Có cái A ở đây rồi, cô théo vào đây cô tính N. Chia A xuống chia 1/15. Hai chín chia một năm giải ra N bằng 2.9 loại, nó lẻ nên chúng ta loại. Rồi có gì thắc mắc thì nhớ comment cho cô nha.